Xin chào các bạn. Quân đội Nga ngày hôm qua đã mở cuộc không kích lớn chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra trong bối cảnh mà Kiev mở cuộc đột kích vào vùng biên giới Liên bang Nga. Không quân Ukraine đã báo cáo trong vụ tấn công ngày 26 tháng 8, Nga đã sử dụng 127 tên lửa và 109 UAV để nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Trong số này có 3 tên lửa siêu thanh là Kinzhal KH-47M2, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 77 tên lửa hành trình KH-101 phóng từ máy bay Tu-95MS, 28 tên lửa hành trình Kalibu, 3 tên lửa hành trình KH-22, 10 tên lửa dẫn đường KH-59, KH-69 và 109 UAV loại Shahed 131-136. Đây là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhắm vào Ukraine kể từ khi mà xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 2 năm. Đáng chú ý, Moscow sử dụng hỗn hợp cùng với nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV, tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, vụ tấn công ảnh hưởng đến tổng cộng 15 tỉnh ở Ukraine, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương và gây hư hại nhiều hạ tầng. Ngày hôm nay thì 15 tỉnh phải hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Đối phương đã sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm UAV, tên lửa hành trình và cả tên lửa Kinzhal. Nga một lần nữa đã nhắm vào hệ thống năng lượng của chúng ta. Công ty điện lực quốc gia đã buộc phải cắt điện luân phiên để ổn định lại hệ thống, ông cho biết. Thật không may là cơ sở hạ tầng điện đã bị hư hại ở một số khu vực. Ông Shmyhal viết trên kênh Telegram của mình mà không nêu rõ chính xác cơ sở nào bị hư hại hoặc ở đâu. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo thuộc chủ sở hữu nhà nước đã bắt đầu biện pháp khẩn cấp để ổn định lại hệ thống điện của đất nước, ông nói thêm. Thủ tướng Ukraine cũng nhấn mạnh rằng để ngăn chặn được các vụ tấn công tương tự, Ukraine cần phá hủy các công cụ phóng tên lửa của Nga. Để làm được điều đó, Kiev cần vũ khí tầm xa và các đối tác cần cho phép Kiev sử dụng những vũ khí đó để tấn công mục tiêu ở Nga. Trong vụ tấn công ngày hôm qua, chính quyền Kiev đã cho biết hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ được 102 tên lửa và 99 chiếc UAV của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng ông đã thảo luận với tư lệnh lực lượng vũ trang Alexander Sirsky về các biện pháp đáp trả cuộc tấn công lớn chưa từng có này. Chúng tôi đã chuẩn bị đáp trả, ông nói. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho hay họ cũng đã thảo luận về việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 và chiến dịch đột kích ở vùng Kursk. Chúng tôi tiếp tục hành động của mình tại các khu vực được chỉ định trong ngày hôm qua. Chúng tôi đã giành được nhiều quyền kiểm soát hơn và một lần nữa bổ sung quỹ trao đổi tù binh, ông nói về chiến dịch ở Kursk. Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin cho biết Moscow có thể đã tấn công tiêm kích F-16 của Ukraine khi mà tập kích ở một nhà chứa phi cơ. Máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine có thể đã bị bắn tấn công khi mà một nhà chứa máy bay ở phương Tây bị Moscow đưa vào tầm ngắm ở Ivano-Frankivsk. TASS dẫn lời Sergei Lebedev, thành viên của lực lượng kháng chiến ngầm ủng hộ Nga đã đưa tin. Không chỉ các cơ sở năng lượng bị tấn công, một nhà chứa máy bay mới được cung cấp cũng đã bị tấn công ở Ivano-Frankivsk. Theo lực lượng kháng chiến ngầm, hai chiếc F-16 đã được giấu ở đó, ông cho biết. Ngoài ra, một kho nhiên liệu cũng đã bị tấn công, Lebedev đã nói thêm. Ông cho biết có rất nhiều xe cứu thương được nhìn thấy trên đường phố khi mà quân đội Nga đã phong tỏa một số khu vực của thành phố. Vào tháng trước, Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, Nga cảnh báo những máy bay này không thể xoay chuyển tình hình và sẽ bị bắn hạ. Những máy bay F-16 xuất hiện và sẽ bị bắn hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không được gây tác động đáng kể nào đến cục diện chiến trường. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã công bố phần thưởng cho lực lượng nào của Nga bắn hạ được F-16. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, hôm ngày 26 tháng 8, Nga tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển, tấn công máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của ngành công nghiệp quân sự Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cáo buộc cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến thương vong và thiệt hại cho dân chúng, cũng như thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Ukraine. Có hai quyết định cụ thể mà các đối tác của chúng ta có thể đưa ra để giúp chúng ta chấm dứt cuộc tấn công của Nga sớm hơn. Điều đầu tiên, cho phép các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trên phần lãnh thổ của Nga. Thứ hai, cho phép sử dụng hệ thống phòng không của các đối tác để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái đã gần không phận của họ, ông Kuleba cho biết thêm. Không có quyết định nào trong số này là leo thang, nhưng ngược lại, chúng sẽ ngăn chặn Nga và số lượng cuộc tấn công của Nga, cũng như thương vong do hậu quả của các cuộc tấn công. Hãy hành động ngay bây giờ, không phải là sau này,
nhà ngoại giao Nga đã kêu gọi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì trong ngày hôm nay cũng đã đưa ra lời kêu gọi từ các đối tác phương Tây để nhằm tăng cường hỗ trợ cho Kiev, sau khi ông đã cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất, một cuộc tấn công kết hợp với hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 máy bay không người lái Shahed. Trên khắp Ukraine, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các sinh mạng nếu như lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu của chúng ta hoạt động phối hợp với các máy bay F-16 và hệ thống phòng không của chúng ta. Nếu sự thống nhất như vậy đã được chứng minh hiệu quả ở Trung Đông thì cũng phải có hiệu quả ở châu Âu, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Ukraine không thể bị hạn chế về khả năng tầm xa khi mà đối phương không phải đối mặt với những sự hạn chế như vậy. Mỹ, Anh và Pháp cũng như các đối tác khác của chúng ta có đủ sức mạnh để giúp chúng ta ngăn chặn điều này và đã đến lúc hành động quyết đoán, ông Zelensky tuyên bố. Bình luận về cuộc tấn công lớn chưa từng có của Nga vào Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã nhấn mạnh đây là một chiến thuật cổ điển của Nga nhằm hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Kirby cũng đã khẳng định lại cam kết Mỹ sẽ tiếp tục giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không và năng lượng. Ông cho biết Washington đang tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống đánh chặn không chỉ từ Mỹ mà còn từ các đồng minh và đối tác. Ông cũng nhắc lại việc chuyển giao 5 hệ thống phòng không Patriot đã được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Cùng ngày đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, một lần nữa đã kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Quan chức EU cho rằng điều này là phù hợp với luật pháp quốc tế và giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ. Ông dự kiến thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba và Ngoại trưởng các nước EU tại một cuộc họp trong tuần này. Theo hãng tin Mỹ Politico, Ukraine đang gây sức ép với phương Tây về việc dỡ bỏ các hạn chế vũ khí khi mà chiến dịch quân sự tại Kursk được cho là thành công. Giới lãnh đạo Ukraine thì đã liên tục đưa ra tuyên bố công khai nhằm gây sức ép với Tổng thống Biden và các cố vấn hàng đầu của ông để họ ngừng lo lắng về việc leo thang xung đột và cho phép Kiev chiến đấu theo các điều kiện của riêng mình. Tổng thống Volodymyr Zelensky thì nói rằng toàn bộ khái niệm ngây thơ và ảo tưởng về cái gọi là ranh giới đỏ liên quan đến Nga vốn đã chi phối những đánh giá về cuộc chiến của một số đối tác đã sụp đổ trong những ngày này ở gần đâu đó gần với Sudza, thị trấn Ukraine đang kiểm soát. Nếu thay đổi chính sách này, điều đó sẽ thay đổi đáng kể tiến trình của cuộc chiến, mang lại cho Kiev sự tự do mà họ nói là cần để giành lợi thế hơn nữa trong cuộc xung đột này. Cũng theo Politico, một phần của các cuộc thảo luận liên quan đến việc cho phép tên lửa Astab Mỹ sản xuất, Storm Shadow do Anh sản xuất hiện có trong kho vũ khí của Ukraine, tấn công các sân bay và kho tiếp tế bên trong nước Nga. Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.